Jiyeon Tiara bị Lee Dong-gun cắm sừng, nay lấy chồng profile cực khủng, siêu u mê bà xã. Mới đây, làng giải trí xứ Hàn bùng nổ trước thông tin ca sĩ Jiyeon bất ngờ chia sẻ tâm thư cùng thông báo kết hôn. Khác với suy nghĩ của nhiều người về việc thành viên nhóm Tiara sẽ kết hôn với người trong làng giải trí, ông xã tương lai của người đẹp đình đám này là Hwan Jae-gun, một vận động viên bóng chày cực kỳ nổi tiếng. Giờ đây, profile anh chàng này đang là chủ đề được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Hwan Jae-gun sinh năm 1987, hiện là vận động viên chuyên nghiệp thuộc đội tuyển Katewis. Điều đáng nói, Katewis đang chơi cho giải KBO League, giải đấu bóng chày số 1 của Hàn Quốc. Trong đội, anh đảm nhiệm vị trí tiền vệ. Trước khi trở thành thành viên của Katewis, bạn trai Jiyeon từng chơi cho loạt câu lạc bộ đình đám như Hyundai Unicorn, Nissan Heroes và Lotte Jan. Nghe được tiếng vang trong nước, Hwan Jae-gun tiếp tục đến với San Francisco Grand và có cơ hội tham gia giải Major League Baseball nổi tiếng thế giới. Hoạt động trong lĩnh vực thể thao, hình ảnh của Hwan Jae-gun toát lên vẻ đẹp nam tính trưởng thành. Không chỉ ở trên sân cỏ, ngay cả những tấm hình chụp studio, nam vận động viên đình đám này khiến hội chị em suýt xoa với visual điển trai, thân hình cao lớn với chiều cao 1m83. Trên Instagram, Jae-gun chia sẻ rất nhiều hình ảnh về cuộc sống thường ngày của mình, bao gồm tập luyện, gặp gỡ bạn bè thân thiết và khoe ảnh các chú chó cưng đáng yêu. Một điều thú vị mà các fan tìm ra đó chính là việc Jae-gun là bạn thân 2 năm thần đình đám K-pop là Chan Min, TVXQ và Ki Yun Hwin Super Junior. Trên mạng xã hội, vận động viên bóng chày này từng đăng tấm hình cùng Chan Min tới ủng hộ buổi nhạc kịch của Ki Yun Hwin. Ngoài ra, anh chàng còn rất thân thiết với Hong Jin Jong, cựu thành viên SWAN. Trên Instagram, chàng vận động viên này còn đăng ảnh chụp chung với bạn thân. Trong tâm thư chia sẻ với người hâm mộ, Jiyeon tiết lộ cô và bạn trai gặp gỡ nhau nhờ một người bạn mai mối giới thiệu từ năm ngoái. Cô nàng xúc động tình cảm với Jae-gun. Người ấy giống như món quà trong cuộc đời tôi, người luôn quan tâm đến tôi đầu tiên, luôn trân trọng và cho tôi biết hạnh phúc là gì. Jae-gun cho biết anh từng có một khoảng thời gian gặp khó khăn vì thi đấu, nhưng chính Jiyeon là người con gái ở bên giúp đỡ anh rất nhiều để vực dậy tinh thần. Tình cảm đôi bên nhờ đó càng trở nên khăng khít hơn. Lật lại cuộc phỏng vấn tại chương trình Mr. How Husband và I Lie Alone của Hwan Jae-gun, anh chàng từng úp mở về mối quan hệ với Jiyeon. Tôi không có hình mẫu lý tưởng nào đâu. Ở thời điểm hiện tại, bạn gái tôi là tuyệt vời nhất. Chúng tôi đã hẹn hò với nhau được 4 tháng rồi. Không chỉ vậy, Jae-gun còn gây bất ngờ khi thuộc lòng rất nhiều bài hát của nhóm nhạc Tiara, thậm chí còn thuộc luôn cả vũ đạo mà Jiyeon thực hiện. Vậy mà lúc chương trình lên sóng, chẳng ai nghi ngờ cặp đôi này đang hẹn hò cả. Nhìn lại đường tình của mỹ nhân Tiara, ai nấy đều không khỏi xót xa, thương cảm. Lee Dong-gun và Jiyeon công khai hẹn hò hồi giữa năm 2015. Vào lúc đó, Tiara vẫn chưa được minh oan cho vụ scandal bắt nạt hồi năm 2012, nên Jiyeon đã bị cộng đồng mạng chỉ trích thậm tệ, cho rằng cô không xứng với nam tài tử chuyện tình Paris. Trong hoàn cảnh đó, Lee Dong-gun đã thể hiện bản lĩnh nam nhi khi ra mặt bảo vệ người con gái mà anh yêu. Anh viết tâm thư bày tỏ rằng sẽ quyết tâm bảo vệ bạn gái trước làn sóng phẫn nộ từ công chúng. Sẽ có những định kiến nhưng tôi sẽ không bận tâm về chúng, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Mối tình của Lee Dong-gun, Jiyeon chính thức kết thúc hồi đầu năm 2017. Chuyện tình giữa hai ngôi sao đã chấm dứt từ lâu nhưng netizen thỉnh thoảng vẫn nhắc lại vì nghi án tài tử chuyện tình Paris bắt cá hai tay bội bạc. Trong tập kỷ niệm một năm phát thanh chương trình radio của Jo Jun Hee, Lee Dong-gun đã tiết lộ việc anh gửi tin nhắn động viên nữ diễn viên vào tháng 12 năm 2016 để chính thức bắt đầu mối quan hệ với cô. Đáng chú ý, đây là thời điểm tài tử họ Lee vẫn còn đang hẹn hò với Jiyeon. Sự trùng khớp về mặt thời gian khiến netizen cho rằng Lee Dong-gun đã lén lút qua lại với Jo Jun Hee sau lưng mỹ nhân Tiara. Còn một chi tiết khác khiến dư luận đặc biệt quan tâm, đó chính là vào đúng một ngày sau khi chia tay tài tử Lee Dong-gun, Jiyeon đã có buổi livestream giao lưu với fan trên Instagram. Bên cạnh những bình luận động viên khích lệ, mỹ nhân sinh năm 1993 bất ngờ phải đón nhận không ít ý kiến gạch đá từ người dùng mạng. Đọc được những ý kiến trái chiều, Jiyeon đã không thể kìm nén và rơi nước mắt. Sau khi nghi án, Lee Dong-gun phản bội nữ ca sĩ rộ lên, netizen cũng đã đào xới lại câu chuyện Jiyeon khóc nức nở khi đang livestream này và cho rằng lý do cô rơi lệ liên quan ít nhiều tới việc chia tay nam tài tử sinh năm 1980. Dù vấp phải không ít tranh cãi từ cộng đồng mạng, Lee Dong-gun vẫn quyết tâm làm đám cưới với mỹ nhân Jo Jun Hee. Thậm chí, việc cặp đôi kết hôn chỉ sau ít tháng hẹn hò và tin tức Jo Jun Hee có thai càng khiến công chúng ngỡ ngàng hơn. Sau này, khi cặp đôi ly hôn, netizen cảm thấy hả hê cho rằng đây là quả báo của Lee Dong-gun vì từng phản bội mỹ nhân Tiara. Bên cạnh đó, không ít fan hâm mộ cho rằng Jiyeon đang được bù đắp sau cuộc tình đau khổ với Lee Dong-gun.